Ok mọi người nha, giờ là mình sẽ đi vào đốt luôn. Quay video. Làm gì đấy? Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Trung Vlog đây. Hiện tại là mình đang ở xã. Đây, mình đang ở ngoài bên ngoài là cái đường của xã nha. Đây, đây là cái cổng xã chỗ mình này. Mình đang quay video đây là cái tiếng ở trong kia nó hơi, họ bật nhạc ấy, nó hơi ồn. Nên là mọi người xem như không dám nha. Và nguyên nhân là làm sao hôm nay mình đến xã, mình xuống xã mình quay. Và mình xuống đến đây, mục đích phụ thì để xem xã mình đổi mới như thế nào thôi. Đổi mới nông, xã mình thì về nông thôn mới thì lâu rồi. Đấy. Và cái mục đích chính vẫn là xuống đây để đổi báo nha. Được của nó đấy. Con chị chính à? Con chị chính à? Đâu vào đây nào? Vào đây. Vào đây anh chị em. Thế con muốn lên mạng không? Con chị chính đi. Chị anh chính 15. Quay à? Đâu, con muốn không? Quay vào đây. Rồi là mình sẽ... Đây mình sẽ... Nó phá ra cho mọi người xem. Đây là hàng cấm, là mọi người ở đây cũng rất là đông luôn. Có gì anh ta nhìn thấy tính năng nào? Bên lâu mày. Ai đồ à? Đây nha mọi người, đây nha mọi người, mọi người có thể nhìn thấy không? Ok nha, giờ là mình sẽ đi vào trong đổ luôn. Rồi đi. Đây nha mọi người, thì xã mình ơi, nhà văn hóa xã Yên Đồng. Ok, còn bên kia là Ủy ban Nhân dân xã Yên Đồng. Cái nhà này thì cũng được mới xây thôi. Để mình vào mình xem tí là còn là vào xem trong đấy có người không ấy, cho là mới đốt mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy đây rất là nhiều xe, là chắc chắn là có người rồi. Đây này, xã mình đây nha, xã mình rộng luôn, rất là rộng luôn, nhiều ô tô. Ô tô này thì ba cái này, ba cái ô tô này. Đấy. Mọi người thấy chưa? Xã của mình về đêm rất là đẹp luôn, camera các kiểu này. Đấy. Rất là nhiều cam luôn. Đấy nha. Quay làm sao? Đấy, còn cái nhà bên này nữa này. Nhà bên này thì mới gọi là mới cải trang lại nên là nó mới như thế này. Rồi là mình sẽ vào cho mọi người xem. Đảng bộ của xã Đồng lần thứ 27 đề ra chính quyền đại hội đại biểu phụ nữ xã Đồng lần thứ 27. Từ nhiều tháng nay, cán bộ hội viên trong xã đã sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Cuộc bầu cử đại biểu anh vừa đấy là anh nhà bác mình, okay. Nên là mình đổ không bị sao đâu. Ok,
Ôi trời ơi, được ạ. À thế à? Toàn fan. Đấy, vậy là trong đây toàn là người thân thiện thôi. Mình nổ pháo chắc là chẳng bị sao đâu. Anh kia là anh của mình. Đấy, sang bên này thì mình giới thiệu bên quân viên là thể dục thể thao. Mong ông chuyển ra đây đánh. Mong ông chuyển ra đây đánh. Nước ngọt này chú uống. Mình sẽ giới thiệu một chút rồi mình sẽ vào nổ nha. Cái gì thì cũng phải đến lúc thôi. Xá mình cũng phải giới thiệu một chút. Đấy, bên này là bên quân viên của đánh bóng chuyền. Ở ngoài kia thì họ đang xây chắc là làm trường mầm non thôi. Còn bên đằng sau đây là cái tổ quốc ghi công. Tổ quốc ghi công nha. Xe lên đây cho mọi người xem luôn. Đây nha. Đây là cái chỗ mà tổ quốc ghi công. Xã Đồng Mình. Thì xã Đồng Mình rất là rộng luôn. Bao là rộng. Cả bên này nữa, bên này là một cái khu đá bóng. Bên bờ tường này. Đấy, nó khuất mấy cái liếu rồi. Còn bên đằng sau đây vẫn là khu bóng chuyền nha. Đấy, giờ là mình sẽ vào bắt tay vào chuyên mục chủ đề chính. Lấy mình, lấy mình, lấy mình. Ok mọi người nha, giờ là mình sẽ đi vào đốt luôn. Cháu đứng ngoài à? Họ vào kìa. Quay video cho. Quay video. Làm gì đấy? Đi nào. Mình vừa nổ trong một cái xong tay lên cho anh xem. Cảm ơn mọi người đã xem video kênh Bên Trong Đài Loan. Ok nha, thì nếu mọi người thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh và share cho tất cả mọi người cùng xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.